VN YouTuber xin chào quý vị và các bạn. Thưa các bạn, ngày mai, ba tàu chiến Trung Quốc sẽ vào cảng Cam Ranh của Việt Nam theo chương trình thăm viếng giao lưu giống như một số tàu của Mỹ, Nhật, Ấn Độ đã đến Cam Ranh trước đây. Đối với sự kiện này, bên cạnh những ý kiến cho là bình thường, không có gì phải lăn tăn, thì cũng còn nhiều người lo sợ tàu Trung Quốc vào đây sẽ biết hết cách bố phòng của Việt Nam. Theo ý kiến cá nhân của tôi, Việt Nam có những gì ở Cam Ranh không phải là điều quá bí mật những người sợ tàu trung quốc vào cam ranh sẽ biết hết sự bố phòng của việt nam có lẽ là những người ít đọc tin tức về quân sự bởi vì chưa cần nói đến tin tình báo những chuyên gia bình luận quân sự hoặc thậm chí những người yêu thích tìm hiểu về quân sự ở nước ngoài cũng hoàn toàn có thể nắm được các thông tin cơ bản về căn cứ cam ranh qua một công cụ rất phổ biến là ảnh vệ tinh của google để chứng minh cho quý vị và các bạn thấy điều đó trong bản tin hôm nay tôi dịch lại một chùm ảnh do trang mạng không quân thế giới của trung quốc xuất bản và được mạng Sina đăng lại vào ngày 19 tháng 7 năm 2016. Bài viết đó mở đầu như sau. Căn cứ quân sự Cam Ranh nằm tại Vịnh Cam Ranh, thuộc bờ biển phía đông nam của Việt Nam. Vịnh Cam Ranh được đất liền bao bọc ở phía nam và phía bắc. Độ sâu của cảng có thể neo đậu được tàu sân bay, được thừa nhận là một trong những cảng nước sâu tốt nhất thế giới. Nó đồng thời nằm trên con đường thủy quan trọng, nối liền Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, có giá trị chiến lược cực kỳ quan trọng. Do đó, các tàu của chúng ta xuất phát từ Tam Á và vùng biển phía Nam đều nằm trong phạm vi đe dọa của nó. Trong lịch sử, nhiều nước đã dùng nó làm cơ sở để kiểm chế Trung Quốc. Sau đây là lần lượt các bức ảnh vệ tinh được liệt kê trong chùm ảnh đó và chú thích kèm theo của nó do tác giả người Trung Quốc viết. Tôi xin đọc lên để quý vị biết người Trung Quốc có hiểu biết gì về cảng Cam Ranh của chúng ta. Đây là khu cảng ở cực Nam Vịnh Cam Ranh. Cầu tàu và các kiến trúc khác được xây dựng sau ngày mùng 3 tháng 3 năm 2014. Đường cũng được mở rộng cho 4 làn xe chạy sau thời điểm đó. Đây là khu vực neo đậu tàu ngầm, cầu tàu và các công trình kiến trúc khác được xây dựng sau năm 2011. Đây là nơi neo đậu các tàu mặt nước. Cầu tàu đã có từ lâu, nhưng các công trình kiến trúc khác thì mới xây. Nửa dưới của ảnh có thể thấy hai chiếc tàu hộ vệ lớp Zerpat. Bên phải bức ảnh này, nghi ngờ là hai trận địa pháo phòng 037 ly bảo vệ cho chỗ neo đậu của tàu mặt nước. Trong ảnh này, hoạt động lấn biển cũng mới được thực hiện gần đây. Toàn bộ đường xá trong bán đảo Cam Ranh đều được cải tạo lại cho bốn làn xe chạy. Đây có thể là một căn cứ của tàu cảnh sát biển Việt Nam, nó cũng mới được xây dựng Đây nghi ngờ là căn cứ của một đơn vị tên lửa bờ biển. Có hai tòa nhà chạy theo chiều dọc, có vẻ là kho tên lửa bờ biển đối hạn. Sân bay Cam Ranh ở phía nam Vịnh Cam Ranh. Đây là nơi trú đóng máy bay Su-30 MKV. Các công trình được xây dựng sau năm 2014. Đang có dấu hiệu xây dựng một đường băng thứ hai. Ngoài ra ở tại sân bay, không rõ đây là lực lượng gì có khả năng là tên lửa S300. Không. Còn đây vốn là trận địa tên lửa phòng không Sam 3, hiện tại không biết là loại tên lửa phòng không quỷ quái gì. Còn đây vẫn là trận địa tên lửa phòng không Sam 2. Chỗ này trước đây cũng là trận địa tên lửa phòng không Sam 3, bây giờ không biết là cái quái quỷ gì. Đây là một radar nhỏ nằm trên một đảo nhỏ ở cực nam bán đảo Cam Ranh. Nhưng trong toàn bộ khu này không tìm thấy một radar lớn nào, điều này rất không bình thường. Sau một loạt bức ảnh và các dòng chú thích nói trên, trang mạng này bình luận rằng căn cứ quân sự này của Việt Nam có thể có vai trò nhất định, nhưng trong bối cảnh quân đội Trung Quốc không ngừng phát triển hỏa lực tầm xa, cả nước các người đều nằm trong phạm vi hỏa lực của chúng tôi một cái cam ranh nho nhỏ có đáng gì trong mắt trung quốc các bạn thân mến qua những chú thích trong từng bức ảnh ta thấy rằng qua phân tích bức ảnh vệ tinh không khó để những người có kiến thức về quân sự có thể phán đoán được các loại vũ khí nào được triển khai trong một căn cứ quân sự nếu như nó lộ thiên tất nhiên người việt nam cũng hoàn toàn có thể tìm hiểu được các căn cứ quân sự của trung quốc qua ảnh vệ tinh theo cách như vậy tuy nhiên về lý thuyết thì là như thế nhưng trong thực tế thì lại khác trong hoạt động quân sự, từ khi máy bay phát triển và ứng dụng vào hoạt động trinh sát quân sự, hoạt động ngụy trang cũng phải nâng cao thêm một bước để che dấu lực lượng của mình, không chỉ trước các con mắt nhìn từ dưới mặt đất mà cả các con mắt nhìn từ trên không. Đến khi vệ tinh ra đời và các vệ tinh giám sát quân sự ngày càng được cải thiện về năng lực quan sát thì hoạt động ngụy trang lại càng phải thực hiện cẩn thận và kỹ lưỡng hơn. Nhờ vậy mà kết quả trinh sát dù đã được thực hiện bằng các phương tiện cực kỳ hiện đại như không ảnh hoặc ảnh vệ tinh nhưng vẫn chưa phải là hoàn toàn sát thực tế. Đôi khi trông vậy mà không phải vậy. Những cái được nhìn thấy bằng ảnh vệ tinh biết đâu lại không phải các mô hình bằng cao su bơm hơi hoặc đơn giản nhất là được đan bằng nan cót như hồi Việt Nam đan nan cót tạo thành tên lửa Sam-2 đánh lửa không quân Mỹ. Giữ bí mật về lực lượng là một yêu cầu quan trọng để tạo ra bất ngờ cho kẻ địch. Do đó, nếu người ta mắt nhắm mắt mở để bạn thấy cách bố phòng trong căn cứ của người ta thì đó chỉ là cách bố phòng để trưng bày, mà không phải cách triển khai trong thực tế. Câu cuối cùng trong chùm ảnh, phía Trung Quốc nói cả nước Việt Nam đã nằm trong tầm hỏa lực của họ là hoàn toàn chính xác. Nhưng không phải bắn ra 100 hoặc một vài trăm quả tên lửa là có thể chiến thắng. Có khi bắn xịt vì hàng chất lượng thấp, có khi bắn trung đích nhưng không gây được thiệt hại nào cho binh lực đối phương, thì quả tên lửa coi như vứt đi. Thời chống Pháp, bộ đội Việt Minh đã tổng kết thực tế chiến trường bằng khẩu hiệu là bắn chưa chắc đã trúng, trúng chưa chắc đã bị thương, bị thương chưa chắc đã chết. Ngày nay, dù công nghệ tên lửa đã phát triển rất cao, nhưng tên lửa nào cũng có sai số. Nhỏ thì trong khoảng 10 mét, lớn thì hàng chục mét. Đó là chưa kể bên bị bắn, cũng có những biện pháp để làm vũ khí của đối phương mất chính xác. Chẳng hạn đơn giản nhất là ngụy trang bằng khói, khiến các loại tên lửa được dẫn đường bằng hình ảnh mất phương hướng. Do vậy, với cả tên lửa có độ chính xác cao thì câu nói bắn chưa chắc đã trúng vẫn đúng bản tin của vn youtuber hôm nay đến đây là kết thúc xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại